Chào mừng chị em quay trở lại kênh Tút 2000 VIP. Hôm nay bên em giới thiệu đến anh chị một chiếc máy lọc không khí. Con này là một con 3 trong 1 lọc không khí này, thì nó sẽ gồm có lọc bụi, khử mùi và diệt khuẩn. Chức năng thứ hai là nó bù ẩm. Chức năng thứ ba là nó hút ẩm. Con này có cả chức năng sấy quần áo nhá. Đây là cái bảng điều khiển con lọc không khí này, đa năng này. Rất nhiều chức năng. Con này của hãng Daikin. Đây là cái nắp của nó này. Đó, chị có thể để nắp này điều chỉnh một số phím như này được. Đây một số đèn báo hiệu hết nước hoặc là đầy nước hoặc là cái gì đó ở đây. Trong này anh chị có thể dùng Google dịch nhé. Cái này thì trên video có một cái video hướng dẫn rất là chi tiết kênh YouTube nhé, hướng dẫn đầy đủ chi tiết luôn. Đây là chế độ hút ẩm này, đây là bù ẩm này, đây là lọc không khí này. Đó. Tạo ẩm, đây là hút ẩm. Đây có chức năng luồng gió mạnh nhẹ, turbo phấn hoa ở đây. Cái này có trong này có chức năng xé quần áo này. Cái này dùng Google dịch ra hết đi nhá. Đây cũng mạnh nhẹ tiêu chuẩn này. Đây hẹn giờ tắt này. Một số chức năng khác này, cũng báo hết nước, báo cài đặt lại mấy cái thanh tĩnh điện này. Đây khóa trẻ em này, rất nhiều chức năng nhá. Con này thì của hãng Daikin, là một con trong con đa năng. Đèn đèn này như đèn báo bụi này. Đèn bên này đèn báo mùi này nhá. Khi nào nó báo lên màu cam với cả màu đỏ thì nó sẽ có bụi nhiều. Đây con này thì hàng về nguyên bản nhá. Cũng khá là trắng đẹp này. Không sơn, không tuốt, không gì hết. Con này thì cũng không hiểu lý do tại sao mà ria bên này nó hơi ngả màu một xíu chị nhá. Nó hơi ngả màu một xíu, em nghĩ là cái ria bên này họ có thể họ để cạnh cái tủ lạnh này. Nó không khí mà để cạnh ví dụ cái nhựa ấy, mà anh chị để ngoài ánh nắng hoặc để cạnh lò chiên dầu, để cạnh máy rửa bát hoặc là để cạnh cái tủ lạnh nhé, thường thường nó sẽ bị nhiệt nó nhiều hơn nhé, thì nó sẽ bị ngả màu nhanh hơn nhé. Đấy là còn đằng trước này nhìn lên màu trắng rất đẹp luôn này. Đấy, nhưng riêng bên hông nó hơi ngả màu vàng như vậy. Thường thường về những con ngả màu vàng này nếu mà những cái đơn vị khác thì họ sẽ cạo mới là họ đánh bóng lại hoặc là họ sơn lại toàn bộ nhé. Em về thì con này em thấy ruột gan màng nọc màng niếc thì còn khá đẹp nên em lấy về luôn. Đó. Một con đa năng này, anh chị nào cần 3 chức năng thì anh chị lấy con này giúp em. Sử dụng thì cách sử dụng thì khá đơn giản nhé, mình xem chi tiết kênh Tút hướng dẫn rất nhiều. Rồi bây giờ thì em sẽ tháo thử xem bên trong con này nhá. Nó có hai lẫy Daikin, thường thường sẽ làm hai lẫy khóa, hai lẫy chốt như vậy này. Anh chị mình gỡ lẫy ra. Bên này mình cũng gỡ lẫy ra. Ui, con này lại còn đến 3 cái màng lọc mới như này. Còn 3 cái màng lọc mới zin luôn nhá. Đây thanh tĩnh điện ở trong này. Thanh tĩnh điện nhá. Nó sẽ diệt khuẩn không khí đi qua được khu vực này, nó sẽ diệt khuẩn, sau đó nó đưa ra đủ không khí sạch. Đây là cái màng lọc thô này. Màng lọc thô nó sẽ những cái bụi bẩn lớn nó sẽ bị mắc ngoài này, nó sẽ không vào bên trong được. Và sau này những bụi mịn dần 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 nó cũng mắc ngoài rất nhiều nhé. Qua cái màn lọc thô rồi nó sẽ vào cái màn lọc HEPA này. Con này là nguyên zin này nhé. Nguyên zin em, con này chưa vệ sinh luôn. Khá là sạch. Rồi tiếp theo là chị sẽ nhìn thấy ở bên trong này. Bên trong này thì đây là cái màng HEPA. Cái màng này thì anh chị có thể sử dụng tiếp nhé. Hoặc là mình có thể mình bỏ đi mình dùng cái màng khác. Màng này nó bằng vải. Bên trong này tiếp theo nó là cái màng than hoạt tính, màng khử mùi. Và sau màng than hoạt tính này nó tiếp tục nó có màng lọc thô. Màng lọc thô này em nghĩ nó sẽ để chắn bụi từ cái khu vực hộc nước đi vào. Và tránh cũng một số nước nó băng lên thì nó sẽ cũng đỡ được để nó không vào cái màng than hoạt tính này. Đó, và đặc biệt con này còn đến 3 cái màng lọc mới nhá. 3 màng lọc mới của Nhật luôn. Tháo ra mình thay vào thôi là xong. Con này thanh tĩnh điện là 8 thanh tĩnh điện. Đó, ruột gan còn rất đẹp nhé. Đó, chưa vệ sinh gì nhé. Nếu mà vệ sinh thì trước thì còn rất đẹp nữa. Đó, bên này nó hơi vàng một tí này. Đó, anh chị có thể là làm gì cũng được. Hoặc để nguyên xài cũng được nhé. Cái góc tường nào nhà anh chị mà góc bên phải ấy, là đằng nào mình phải để góc bên trái ấy, thì để mình còn lấy hộp nước ra đây.
Đây, hộp nước mình lôi ra nhìn này. Đấy, hộp nước còn rất mới nhá. Em chưa có gỡ ra. Ở đây mình cầm mình nhấc lên không phải. À mình cầm cái này đi mình đổ nước. Cái này mình nếu mình dùng anh chị mà dùng chức năng hút ẩm thì mình sẽ không đổ nước ở đây để nước nó sẽ hút ẩm, nó sẽ hút nước vào cái bình này. Nó khi nó đầy cái bình này thì mình sẽ đổ đi nhá. Đây, mình sẽ, còn nếu anh chị dùng chức năng bù ẩm thì mình sẽ cho nước vào đây. Đó. Ở trên này nó là cái khu vực bánh xe. Đây. Bánh xe nước để nó lăn cái bánh xe này để nó bù ẩm nhá. Đây khu vực bánh xe này nhìn này. Đây. Bánh xe này còn tương đối, nó chỉ một xíu canxi nó bám vào đây thôi. Chưa vệ sinh gì nhá. Thực ra như này nó còn rất đẹp rồi. Về dùng luôn được nhá. Đó, anh chị nào mua về tự vệ sinh giúp em này. Đa năng nhá nhá, một con lọc khí đa năng. Lọc khí bù ẩm và hút ẩm luôn, xoay quần áo luôn. Rồi bây giờ sẽ lắp lại để em cho chạy thử nhé. Anh chị nào về lau chùi khó lau chùi giúp em. Cái này nếu mình chỉ muốn đẹp ấy, dùng giấy nhám nhám mịn nhẹ, nhám 3000 ấy. Anh chị đánh nó đi nó trắng hết luôn nhá. Đó, em chẳng muốn đánh để nguyên như vậy luôn anh chị nào. Để nó thực tế luôn. À, chiếc máy này thì thông số kỹ thuật của nó là sản xuất năm 2011. À, điện 100V, công suất là 580W nhé. Công suất lọc khí là 70W. Cái này thì dùng cho phòng 70W thì dùng cho phòng khoảng tầm 10 đến 40 mét vuông trở lại nhé. Khoảng đó. Mã là MCZ65MW 2011. Hình thức bên ngoài mọi thứ còn ok nhé. Điểm trừ duy nhất là ở bên phải này nó hơi bị vàng một xíu này. Đó. Hơi bị ngả màu. Nhưng mà ngả rất đều. À, cánh vẫy này là vẫy vẫy tự động nhá. À, con cánh vẫy này em không để ý lắm, nó có thiếu một cái lá đảo nhỉ. Thực ra cái này là cái đảo luồng gió sang trái qua phải rồi nó cũng chả quan trọng nhá. Bên này có 3 cái gì đâu, bên này có 2 cái này. Cái thực ra nếu mà chỉ cần thì em vẫn kiếm được nhá. Mình kiếm mình nhét vào đây thôi. Một cái thiếu một cái lá ở đây. Đó. Cái này thì mình không quan trọng lắm ấy chị ạ. Thường mình cứ để một hướng gió thẳng là ok rồi. Đó, bây giờ sẽ bật nguồn đây này. Đó, lại lái đảo tự động nhá. Các chức năng. Đây đang để chức năng lọc khí nhá. Mình có thể mình mở lên để điều chỉnh sang chế độ bù ẩm này, hút ẩm này. À, rất là con này nó rất nhiều chức năng. Rồi con này anh chị nào về nếu anh chị tự vệ sinh, tự vệ sinh tất cả mọi thứ nhá. Như này nó cũng đã sạch rồi nhá, chỉ có cái là mình lau thêm những chỗ nào còn anh chị kỹ, mình lấy cà na mình đánh cho sạch thôi. Con này em về em chưa vệ sinh, chưa làm gì hết nhé. Mà nó đã tương đối sạch rồi anh chị ạ. Đó. Mọi thứ ok rồi. Còn cái phần vàng này thì không có đánh được rồi. Mình chỉ có giấy nhám mình đánh thì nó trắng thôi. Còn không anh chị cứ để nguyên mình dùng luôn. Con này nếu mà sạch đẹp mọi thứ thì nó sẽ tầm khoảng tầm 3 triệu mấy, 4 triệu nhé. Con này em bán cho anh chị như này giá là 2 triệu rưỡi đi. 2 triệu rưỡi nếu trừ khoảng 100% em bao ship anh chị nhé. Con này khá nặng luôn. Tại vì con nó có chức năng hút ẩm nó rất nặng nhá. Hàng nguyên bản mọi thứ. Con này 580W nên là không đổi nguồn được nhá. Mình sẽ dùng qua cục đổi nguồn. Đó, anh chị nào quan tâm mình liên hệ nhá. Đây em thử lấy rẻ em ấy bộ nhá cho nó. Đó hiểu không? Báo đỏ ngay. Cảm biến rất là nhạy. Rồi, chị đã quan tâm liên hệ với em nhé. Số điện thoại với em để trên màn hình ạ. Xin cảm ơn chị đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại chị về sau.
Anh chị đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi video tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều.